2530. Okay. Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Hôm nay về lô máy hàng Hồng Ký. Thì trước giờ em là chuyên về nội địa Úc. Những cái máy hàng rất là nổi tiếng như Sitwell hay là Bosswell hay là Ojito hay thì nó cũng nhiều lắm rồi, bán nhiều lắm rồi. Thì lúc sau này nó hết. Thì hôm nay hết rồi thì bây giờ phải tìm một cái nguồn hàng khác để mình cân đối cân bằng, thì cũng sự lựa chọn rồi. Có rất là nhiều những thương hiệu mấy anh, như trước cũng hay bán Sasuke hay là các thứ đồ máy Trung Quốc á, giá nó rẻ cũng ok, nhưng mà nói gì nói chứ cũng không bằng là người Việt dùng hàng Việt ha. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, có lẽ là rất là nhiều anh chị em khách hàng cũng biết, một thương hiệu Hồng Ký ha, thương hiệu Hồng Ký. Ngay cả những ngày xưa em đi học trường trung cấp nghề cũng vậy. Máy hàng của Hồng Ký, những cái máy hàng cơ rất là nổi tiếng về độ bền, về chất lượng, cho tới thời điểm này là nó đã khẳng định rồi ha. Tên tuổi của Hồng Ký thì không có gì phải bàn cãi. Thì về sau này là họ sản xuất những cái dòng máy hàng như inverter ha, máy hàng điện tử mà đó. Máy hàng điện tử thì cũng rất là chất lượng và đạt một cái chuẩn châu Âu ở nước ngoài, chứ không phải là một cái máy hàng lơm cơm. Rồi ok, thì chờ mấy anh em mình vào đông xíu thì em sẽ giới thiệu sơ về những dòng máy hàng Hồng Ký ha. Thì máy hàng Hồng Ký nhiều nơi bán lắm, nhiều khi chắc em nghĩ là mấy anh chị mình bước ra ngoài chợ, cái chợ hay là cái cửa hàng điện máy nào gần nhà em nghĩ nó cũng có đó, cũng có, nhưng mà đa số là nó cũng hơn, có khi là những tiệm cửa hàng đó thì không có nhiều cái sản phẩm lắm. Còn bên em thì lại là về tất cả những các mã luôn ha. Thì em sẽ cân đối những mã nào mà bán chạy hay là những cái mã nào mà chất lượng ha, em sẽ test. Sắp tới thì em và các bạn kỹ thuật sẽ test xem cái sản phẩm nào nó chất lượng, mà cái mã nào nó ok về trong tầm giá rồi đó. Thì em sẽ chọn cái mã đó mình sẽ chuyên bán nó thôi. Còn tạm thời bây giờ thì em đang ở đây là em đang có tất cả các mã luôn. Rồi ngay cả máy cắt plasma ha, cắt plasma 40 ampe cũng có luôn ha. Giá cũng tốt anh. 40 ampe tính ra giá chỉ có độ khoảng 5,5 triệu một con. Hợp lý. Rồi xài công nghệ mới luôn, IGBT luôn, những con MOSFET, những cái hay là gọi con công sức á, mà dân âm thanh thì gọi là sò á, thì nó xài cái công nghệ IGBT ha, này nó rất là nhạy. Và cho cái mối hàng rất là tốt. Rồi ok, chờ xíu mình chạy em mình vào đông xíu. Cưa kiếm em không, cưa kiếm có cưa kiếm không An Nguyễn, em có bao la anh Hà Trương ơi ha. Rồi thì chờ máy hàng Hồng Ký thì chờ xíu nữa ha. Thì bây giờ là cái mà con mà hot nhất thì ngày hôm qua mà Đức có quay video clip mà gửi lên cho mấy anh chị em mình xem, thì cái Eto rất là nổi tiếng, rất là đình đám, Erwin không, thương hiệu rất là nổi tiếng về các cái dòng công cụ, dụng cụ kẹp cờ lê mỏ khóa rồi hay gì các thứ rồi rất là ok. Nó thì cái Eto Erwin này thì đại khái là em về được khoảng là 18-17 con, mà hình như là bây giờ em còn chỉ còn hình như có 4 con nữa là hết rồi, còn đúng 4 con luôn ha, sao đó hết rồi đó. Thì cái này là hôm nay kho người ta mới xuất qua cho bên em ha, mới xuất lên thì lát nữa em sẽ đóng gói và ship hàng hết cho mấy anh em luôn ha. Thì còn con mẫu này thì đã quá, không biết nên để lại luôn hay sao đây. Nói chung cũng đứt khui ra cũng còn nguyên luôn cực kỳ đẹp. Rồi ok, Eto Erwin đọc tiếng Anh là Erwin đó. Giới thiệu cửa kính đi An Nguyễn, em đâu có cửa kính. Cái gì cưa kiếm hay là cưa kính. Cái Eto này giá niêm yết hãng đang là 2.900.000 đồng. Và em cũng, tại em nói sơ, tại vì cũng bữa giờ ngày bữa em đăng cái clip em không có báo giá, tại vì có những cái trường hợp tại sao không báo giá em cũng hay chia sẻ, mà có lẽ là nhiều anh không hiểu, hoặc là nhiều khi là coi bất chợt lúc đó, hoặc là lúc này em đang nói thì người ta không có coi đó. Tại sao mà mình không báo giá? Tại vì tức là sao, là mình đang phá giá hoặc là mình đang bớt cho anh em, nhưng mà mình không thể nói trực tiếp trên video clip,
Cho nên là em mới nói là mấy anh em mà mình liên hệ chịu khó điện thoại một cái rồi em báo cho cái giá. Thay vì bây giờ cái này người ta đang bán, người ta niêm yết là 2.9 triệu, giờ em không lẽ em nói em bán 2 triệu rồi em công bố lên đây cái rồi hãng ta điện thoại qua người ta cắt mình sao? Đó tức là như có những cái trường hợp mà mình sẽ không báo giá, chứ không phải là mình ích kỷ gì mà không báo. Em báo giá luôn thì cho anh em thấy hợp lý, mua không hợp lý thì thôi, thì cái vấn đề đó nó sẽ nhanh và tiện lợi hơn cho em nữa. Trong khi đó cái này là em đang muốn cái vấn đề là được cái giá tốt cho mấy anh em thì em mới làm như vậy thôi, chứ không phải là cái gì, mấy anh hiểu không? Đó, đó bây giờ nè, đại khái là cái con này hãng đang niêm yết là 2.900.000 đồng rồi đó, em báo giá là cho mấy anh rồi đó. Ví dụ anh có anh nào thấy hợp lý mua rồi vậy cũng được đó. Còn ví dụ như điện thoại em đó thì em cho một cái giá nó tốt, nó mềm hơn xíu, nó thì vậy nó hay hơn, chứ đâu phải là tự nhiên mà em không báo giá đâu, đúng không? Trời ơi, đó là một vấn đề mà anh phải hiểu cho cái những cái người bán hàng, mà giống như là có những người bán hàng ta không có niêm yết giá lên được là vậy đó. Rồi thì tóm lại là cái ô tô này á, là ô tô Irwin ha, ngàm kẹp là độ mở có ngàm kẹp là 120 tối đa, đó là 125 á ha, 5 inch nè, đó 112.5 cm nè, tức là ngàm kẹp là cho là 125 đi. Ok, tiếp theo là phần phía dưới này là nó có được cái ngàm để là kẹp ống nước ha, kẹp ống tròn mà anh, kẹp cái bay á, kẹp ống tròn á, đây là khoảng 70 cm nữa. Tại vì sao cái ngàm này nó đa năng? Tại vì nếu bình thường mấy anh em mình kẹp cái ống tròn ống nước á ha, ống tròn ống nước mà kẹp vô đây á là mình sẽ không kẹp được, nó sẽ bị ngã tới ngã lui. Còn trong khi đó cái ô tô này nó có một cái ngàm để chuyên về kẹp về ống nước là nó sẽ không có thể trượt được. Dạ, ô tô này nó nặng là 16 kg, nặng 16 kg anh ha. Rồi tiếp theo là phần ngoài cái ngàm mà kẹp ống nước ở đây á, chuyên kẹp ống nước để anh em cưa đó, thì phía trên này nó có thêm một cái ngàm chữ V ha, để là kẹp cái ống tròn, rất là hay anh. Bởi cho nên là cái eto này người ta gọi là eto đa năng ha, hai kẹp cái ống tròn đây và mình sẽ không, nó sẽ không có xoay, không có chở gì được hết, để anh em mình có cưa có cắt hay có vác gì trên cái ống tròn đó thì nó cũng rất là tiện lợi đó. Rồi cái thứ hai, trên cái ô tô này nó có một cái ô ha, một cái ô nhỏ như cái đe, người ta tiếng người Việt mình gọi là cái đe đó ha, vì ở miền Nam gọi là đe, ngoài miền Bắc không biết có phải là đe hay là gì em quên rồi đó. Thì cái chỗ này để mình đập, mình gò, mình nói đại khái là đập gò hay là cái gì đó, nói chung tất là đập về gõ ha, dùng búa để mình đập á, nó đập cho cái nắp phén nó thẳng ra, nó tròn ra cái gì đó. Thì những cái ô tô thông thường khác thì nó sẽ không có cái ô này đó, thì mình không thể gõ được trên ô tô, gõ ô tô thì nó sẽ bị hư. Còn cái ô tô này nó đa năng nên nó có luôn cái mục này. Rồi tiếp cái thứ hai là cái loại ô tô thì trên thị trường nó có hai ba dòng là chính ha, ngầm vuông, mộng vuông hay là gì đó, ngầm én là gì tầm rất là nhiều. Thì cái con ô tô này, con ô tô cốt tròn ha, nhìn rất là cứng cáp nha mấy anh. Đây đó, nhìn ốc này được khóa đầu, anh em nào lâu ngày quá cái ô tô này bị cứng hay gì đó muốn tra mở bò, tháo ốc này ra, dặn hết ngàm ra, gị cái nguyên cái ngàm đầu này ra là sau đó là mình sẽ bảo trì được cái ngàm của ô tô luôn và răng ren luôn ha. Rồi cực kỳ đã luôn ha, không có gì. Rồi tiếp theo là cái phần dưới này ha, phần dưới này là nó có thể xoay được 360 độ ha, 260 độ phần dưới này nó xoay tới xoay lui luôn đó, ngon lành cành đào đó. Rồi mở hết là đang bị dướng cái gì nó xoay vòng tròn luôn, nó ngã tới nghiêng lui. Nói chung là khi mà sử dụng ô tô á, thường á xài cái ô tô là mấy anh em sẽ để ra một cái góc bàn, nó nằm ở ngoài góc. Đối với cái ô tô này anh em nên để ra nó ra ngoài góc này để nó có nhiều cái tư thế, nó có thể ngã qua đây ngã qua kia mà mình có thể thao tác, nó rất là tiện lợi mà ha. Muốn cắt ống cưa ống gì đó, bởi vì cái ô tô này nó đa năng mà em nói ghiền. Rồi ok đó, thì giá là 2.9 triệu anh ha, anh nào có lấy thì nhắn tin cho em đó, cực kỳ đã bán hết mười mấy con rồi, chỉ còn có 4 con cho mấy anh em thôi. Hôm bữa em có nói nhưng mà thật sự là đã bán rồi, chứ không phải là xạo mà câu like hay cái gì mà nói mua hàng mới về mà bán đâu gần mười mấy hai chục con không có đâu anh, em đã bán xong rồi. Tại vì á hôm bữa cái ô tô kia mình đâu rồi, ở đằng này nè,
Rồi em cho anh ngoài cái Eto đó thì em cho anh em xem sơ cái Eto mà của cái này, đại khái nó cũng bị mất cái tem anh. Nó làm đâu rồi? Lòi cái gà này. Ồ luôn. Thì cái đây là cái Eto mà em lượm ngoài bãi, một cái Eto này đã lượm ngoài bãi không mà đã 3,5 triệu rồi. Nhưng mà thực sự thì cái 3,5 triệu này nó cũng có cái giá của 3,5 triệu anh. Đây. Đó thì hôm bữa em có quay sơ một cái Eto, nói chung là nó cũng như vậy thôi. Riêng cái Eto này thì ngàm nó lớn hơn nhiều ha, ngàm tới ngàm mở tới 2 cầm kẹp tới 200 luôn anh. Ngàm kẹp của con Eto này 200. Và cái Eto Erwin đó là thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Trung Quốc anh. Bây giờ Erwin đưa nhà máy về Trung Quốc rồi ha, không còn ở ở Mỹ hay là những cái nước khác đâu. Rồi, ok. Đó thì cái Eto này là nó y chang cái Eto kia luôn ha, đại khái là nó chỉ khác về thương hiệu thôi. Mà cái thương hiệu này thì nó bị mất cái tem rồi. Và cái con Eto, riêng cái con Eto này thì nó là ngàm lớn, thành ra là cái độ nặng nó cũng cao hơn. Con này là nặng tới 30kg lận anh ha. Nhưng mà cái con này thì em không có bán, hôm bữa là em săn về, nói chung là định làm clip rồi làm review, làm cho nó new mới lại nè. Đó. Đây thì cái con này nó cũng có ngàm kẹp ống giống như kia, là phụ anh cái đứt nặng qua. Hiện tại con này tới 30kg. Đây. Lật qua là cái ngàm. Rồi. Đó. Đây. Đó thì cái phần ngàm nó cũng y chang cái con kia, nó cũng chả khác gì anh. Đây, đó. Đó nó cũng có ngàm kẹp ống nè, ha, bên trên là kẹp ống nè. À, cái kẹp ống này nó thiết kế ngàm rời, còn con kia đúc luôn, nó hơi khác một xíu. Phần này là kẹp ống ngàm chữ V ha. Rồi khung của nó và tất cả ốc ác đồ thì nhìn nó to hơn xíu ha. Phần ốc này cũng to tại vì cái ngàm này ngàm lớn đó, chứ thực ra là nếu mà xét ra bây giờ mà mua một con Eto bãi này á mà tới 3,5 triệu thì thôi chắc cái em bỏ tiền em mua cái con hồi nãy 2,9 triệu ổn hơn, hạng mới nữa. Mới mà nó nhẹ, nó đỉnh nữa. Còn giờ cái này nó đúng là tại vì hồi lúc trước em đi lượm cái con này là thực ra lúc đó nó chưa có cái con Erwin nó về. Nó nên lượm về, với lại con này mục đích em lượm về em làm cái việc khác. À. Đó, rồi ok. Anh em nào lấy Eto thì chắc còn 4 con thôi. Dạ. Nó cứ nhắn tin cho em tên, địa chỉ. Ghi là ship cho anh cái Eto Erwin. Là em biết ha, 2,900,000 đồng, sản xuất tại Trung Quốc ha. Rồi. Rồi sẵn rồi quay luôn cái kìm bấm chết rồi, còn cái kìm bấm chết luôn. Rồi tiếp theo là cũng thương hiệu rồi kìm bấm chết của Erwin. Erwin. Thì ở đây em có về thêm một cái lô, không phải cái con cũ, không phải là nhìn nó chất lượng, tại vì nó là ngàm to anh, nó là mở là tới 180, 200 gì đó. Còn trong khi đó con này là ngàm của nó là chỉ có 125 hà, cho nên là cái độ nặng và độ nhẹ khác nhau. Chứ em nói em cũng kỹ lắm thì mình nhìn vô thì mình cảm thấy là nó nhìn nó không bằng, nhưng thực ra ok, ổn áp lắm anh, ổn áp trong tầm giá luôn á. Hàng có thương hiệu đàng hoàng chứ không phải là nó Erwin Record đàng hoàng, đúc luôn anh. Rồi ok. Tiếp theo là cái kìm mới có về, em về nguyên một lô kìm bấm chết anh ha. Giá cũng hợp lý lắm. Kìm bấm chết này thay vì bây giờ lượm đồ bãi về, lúc trước em đi lượm mấy con bãi cũng hết 200-250 ngàn cái rồi ha. Nhưng mà nó cũng không có ghi là máy in Japan hay cái gì cả ha, cũng vai rip thôi, hoặc là ở đây có ghi chữ vắt vanadium ha, gì quá quên rồi đó, vanadium gì đó. Nhưng mà không biết nó là cũng sản xuất ở đâu mình cũng không biết, mà người ta bán giá cũng cao mất rồi. Nói như hôm nay về cái lô kìm bấm chết này, em thật sự thì đồ mới thì nó cũng có cái giá của đồ mới, nhưng mà em thấy với cái giá này thì nó cũng hợp lý cho anh chị em mình tiêu dùng. Rồi cái kìm bấm chết này ha, ngàm của cái kích cỡ á, kích cỡ nó là 250 nha mấy anh ha, 250 10 inch ha, 10 inch nha mấy anh. Đó,
10 inch hàng chính hãng luôn, Irwin xịn sò luôn ha. Rồi con này hiện tại giá niêm yết đang là 300 ngàn ha. Hôm nay lô mới hàng mới về đầu tiên ha, lô hàng mới vừa về đầu tiên để cho anh em mình giá 290 ngàn đồng. Rồi ok, ghi vô cho anh 290 ngàn đồng. Đó, giá cực tốt luôn nha. Đó. Rồi 290 ngàn đồng một cái thôi. Hàng mới luôn nha, bảo hành đầy đủ đàng hoàng nha anh. Xịn sò luôn chứ không phải gì giỡn đâu. Rồi cái đó khỏi ghi, đó ban hết rồi. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Rồi trở lại với máy hàng Hồng Ký luôn mấy anh ơi ha. Một cái một trong những cái thương hiệu máy hàng lớn ở Việt Nam mình ha. Ở đâu cũng rất là nhiều nhiều cơ quan ban ngành hay là nhà xưởng người ta cũng đang xài Hồng Ký này rất là nhiều. Đấy, cho nên là riêng một cái thương hiệu tại Việt Nam, tất cả đều sản xuất tại Việt Nam. Rồi khui ra một con cho mấy anh em xem, HK200Z trước. Thôi khỏi em kia đi, khỏi niêm rồi. Rồi đây em không có khoan pin hoặc do nên hết rồi. Rồi khui ra luôn, con lấy con làm hàng trưng bày luôn. Bữa nào còn những anh em nào có thời gian ghé kho lại kho bên em thì bên em có đội ngũ kỹ thuật sẽ test máy cho mấy anh em xem ha. Rồi tiếp theo là một cái bộ kìm mát ha, một kìm mát chọc, kìm mát này cũng dây dây to dữ ta. Ồ dây xịn quá anh ơi ha. Kìm mát với kìm que dây to quá. Để em coi cáp 750V chơi cáp lớn như vậy. Quá xịn luôn anh. Xịn bất ngờ. Ồ tay cầm cũng gọn quá. Tay cầm gọn. Đẹp anh. Rồi ok. Nhìn thì quá mướt con mắt đầu. Ấn tượng đầu tiên là cái sợi cáp nó to đùng anh. À, cái này thì khoái quá rồi. Nó hàng hoài nó không có nóng, kéo tẹt ga luôn cũng không có thấy nóng. Rồi, tiếp theo là cái con máy ha, máy chính nó làm đây. Model HK200Z. Thì đây là cái model này là nó thông dụng ở thị trường Việt Nam mình, em phải nói là hình như là người ta bán rất là nhiều và doanh số rất là lớn luôn anh. Ha, cái công nghệ IGBT luôn, có điện cắm lên coi cái màn hình coi sơ cái nữa coi. Đó. Thì cái máy hàng Hồng Ký này sản phẩm được bảo hành 1 năm nha anh ha, bảo hành 1 năm có bị trục trặc gì hết là bên hãng người ta sẽ hỗ trợ ha, sửa chữa. Còn cho đối với bên em thì trong anh em xài một tuần đầu tiên có bị trục trặc gì thì em đổi con máy mới luôn trong cái tuần đầu tiên ha, anh em mình về cứ hàng tẹt ga thoải mái luôn. Nếu mà máy bị lỗi hay gì đó thì em sẽ đổi máy mới. Còn sau một tuần đó nếu mà máy có sự cố gì thì được chịu khó gửi lên bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa cái con máy này. Rồi em giới thiệu sơ về cái máy này ha, thì cái công suất của nó là tối đa là 200A ha, 200A nha anh. Đó mình hãy chỉnh nhỏ từ nhỏ tới lớn luôn. Đó ở đây nó có một cái màn hình LED ha, là màn hình LED 8 độ đó để mình chỉnh cho nó mượt mà về hiển thị những cái ampe công suất. Rồi tiếp theo là ở đây nó có thêm một cái đèn ha, đèn oversee ha, oversee là đèn là gì là chữ C sao viết sắt chữ C ta, quá dạng như quá tải ha, overload hay là overheat hay gì chứ, này oversee là gì em cũng chưa biết. Rồi đại khái là tóm lại là ở đây nó có thêm một cái đèn là báo là con quá tải. Rồi phía sau ha, phía sau ở trong máy người ta có thiết kế một cái quạt tản nhiệt. Thì đại đa số tất cả các dòng máy hàng là người ta đều có cái quạt tản nhiệt anh. Đó. Ồ cái này kích quạt bảo hành điện tử nữa nha anh ha, những cái nhà nào mà có bảo hành điện tử nữa thì rất là ok, rất là ngon á. Rồi. Con máy hàng này nặng tầm bao nhiêu ký ta? À ra thành chất với thực tơi. Đấy. Con này là nặng 5 ký rưỡi nha. 5 ký rưỡi nha, hàng Việt Nam chất lượng cao ha. À, người Việt Nam. Người Việt dùng hàng Việt thì quá tuyệt vời rồi ha. Rồi. Ok, anh em nào lấy cái máy hàng Hồng Ký 200 HK200Z thì giá hôm nay á là giá thì em sẽ niêm yết theo giá của nhà sản xuất thì giá của nó đang hiện tại là 2 triệu 500 ngàn đồng. Rồi với những cái đơn hàng đầu tiên anh em nào lấy em sẽ bao ship luôn cho mấy anh em chị em mình ha. Đó thì hàng ship cho mấy anh chị em mình là một cái hàng mới tinh 100% luôn. Rồi kiếm lỡ rồi thôi, kiếm cây sắt vô kéo dài que luôn rồi Đức ơi. Đó cho mấy anh em xem coi nó ngọt hay mịn màng.
Made in Việt Nam luôn ha, cũng là một cái niềm tự hào của người Việt mình mà. Thôi mấy hàng hồng ký thì tóm lại là chắc có lẽ nhiều anh biết lắm. Em giới thiệu sơ chém gió thêm xíu thôi, chứ thực ra là có còn cây nào khác không? Cái này hư luôn, cái hậu là bỏ hả? Ok rồi cắm que vô. Đó, rồi con này là sẽ là con trưng bày luôn cho mấy anh chị em khách hàng mình ha. Rồi anh nào có nhu cầu cứ tới kho, rồi muốn test gì đó thì em test ha. Rồi bây giờ thì em cũng kéo sương một múa rìu qua mắt thợ dài đường chơi coi. Ok, máy khoan pin ngược cho anh không có nha. Rồi tháo ra thì nói chung là khi mà xài hàng gia đình nó còn thêm vài con nữa anh. Nó còn cái con mà công suất của nó là khoảng kẹp sức đằng kia đi anh hàng cho. Công suất của nó là khoảng là 120A này và 100 kẹp sức là này đi, kẹp cái mát á. 120A với 160A nữa anh ha. Rồi ok, để mình chỉnh công suất nhỏ nhỏ thôi, khoảng 98 mà. Rồi ok, 100 nữa coi. Que này em đang sử dụng que là 2.5L. Ok. Này đang reset. Một trái ngọt á. Ngồi nhanh ghê á. Ngồi nhanh hơn những con máy Trung Quốc nhiều. Cái này que, cái cây này hơi bị sét mà. Và chỉnh xuống cho anh xíu nhỏ lửa xíu nữa để anh chơi cho nó nhẹ rồi. Rồi, cái nhỏ lửa nữa. Nhỏ lửa nè. Nhỏ luôn. Đó. Ô, nhỏ gì mà cháy là không có thua gì con mấy con xích que rồi. Quá đã luôn anh. Đó, em đang chỉnh là nhỏ xíu luôn để em coi thử coi nó có bị dính que lại không anh. Nhưng mà cháy cũng rất là ngọt nha anh ha. Đây, cháy rất là ngọt, rất là đều nha. Rồi ok, chỉnh lên xíu để anh mồi lại cái nữa coi. Cho ngồi ngọt ngào luôn anh. Thôi không có gì phải bàn nữa rồi. Ngon quá ngon. Ồ cháy ngon quá. Ồ cháy đã quá. Hết thuốc luôn anh. Quá đã quá đã quá đã. Thường á, nếu mà máy hàng mà em nói thẳng luôn, máy hàng Trung Quốc á anh. Máy hàng Trung Quốc mà mình chỉnh nhỏ xíu vậy á là kéo một cái là dính. Kéo một cái là hậu dính lại liền. Còn trong khi đó con này á, bây giờ em đang kéo tẹt ga luôn mà nó không có dính lại. Ngồi lại cái được. Chỉ cần lắc nhẹ cái là chạy à. Rồi chạy tiếp nè con. Khoan, dính, hơi dính. Tại ngay chỗ này nó bị sét á. Rồi. Anh thấy không? Trời ơi. Để em giấu cái hồ quang qua bên kia cho nó mấy em thấy rõ. Ôi ôi đã ghê. Nó phơi luôn rồi, lâu quá không có hàng. Nay hàng chấm dãy cá dãy nến coi, dãy rồng rồi coi. Nhỏ quá khó chấm. Hàng lên rồi coi. Hàng này bị xét. Không, muốn chấm thì phải chỉnh lên. Chỉnh lên cho anh 70. Ok. Đây này bị xét rồi. Đó, chấm nè. Nên em thích chấm dãy cá này, chấm vậy nè, đó. Đó, quá đã luôn, mồi nhanh ghê luôn mấy anh. Đã, con này đã. Rồi, thôi, sơ sơ thôi. Đó, múa hầu vừa mấy anh thợ anh vô anh chém chết. Rồi, túm lại là máy hàng hồng ký mà xài công nghệ IGBT, mấy con công nghệ mới anh. Ha, thì mồi hồ quang rất là nhanh ha. Đó, nhìn nói chung là ổn lắm ha. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin cho em. Đó thì con HK200Z này thì hiện tại giá đang là 2.500.000 đồng. Đó em bao ship luôn cho mấy anh chị em mình. Đó anh nào lấy thì cứ nhắn tin cho em tên, địa chỉ rồi ghi là ship cho anh cái máy hàng hồng ký HK200Z ha. Bao ship gì đó là em sẽ làm biết rồi. Rồi ngoài ra là nó còn có những cái mã khác nữa. HK200E. Đó, HK200E thì cái công nghệ của nó là có gì vượt bậc hơn thiếu. Đó thì tức là sao, nó có một cái lợi thế hơn là cái mã 200Z này, là ở một cái chỗ có những cái điểm khác nữa là nó có thêm một cái chế độ là có một cái công tắc là chống giật ha, dành cho những anh em nào mà sợ bị điện giật ha. Nó có một cái công tắc chống giật luôn. Rồi ok, khui tiếp con máy hàng này cho mấy anh em xem. Đức ơi, rồi
Thì máy hàng HK200E là nó có sợi dây rất là dài. Em nhớ là hình như cái sợi dây dây hàng của nó dài tới 7 mét mà. Em nhớ là vậy, để em coi là phải không. Rồi, HK200E chúng ta có gì? Ồ, máy hàng đã quá nha. Máy hàng inox không chất, máy hàng inox thì có máy hàng tích anh. Máy hàng tích, dạ, có luôn nha. Ồ, con này dây 5 mét hả? À, dây này dây khác nữa ta. Dây này dây khác, à vậy cái con mà dây 7 mét kia là chưa, thôi mình mã khác nữa ha. Rồi cái kìm này thì cũng lại hơi khác hơn cái kìm kia, kìm này to hơn. Dây thì cũng to đùng mà ha, cũng giống kia. Còn mà sao dây của ông Mát thì lại nhỏ hơn kia ha. Nhỏ hơn xíu không? Ừ. Mát nhỏ hơn xíu. Thôi chỉ có dây que thì ở dây cho que thì nó to. Rồi tiếp theo cái máy hàng hồng ký HK200E thì con này hiện tại giá đang là bao nhiêu Đức ha? Thôi mình đặt 3,7 triệu ha. Rồi ok, nãy tôi ghi đó 3,700,000 đồng ha. Rồi ok, thì bây giờ ha, tiếp theo là em sẽ phân tích về cái con máy hàng này ha. Rồi con này á, thực ra theo cái thông số mà của nhà sản xuất người ta nói á, thì cái con HK200Z á, nó ghi là 200, tức là 200 là tương đương khoảng 200A, nhưng mà cái con này là nó không đủ công suất, con này không đủ công suất. Riêng cái con mà HK200E này á, là nó đúng công suất luôn, công suất đúng 200A nha. Đây người ta có ghi nè, đầy đủ luôn, đúng 200A luôn nha anh, không có sai gì hết á. Đó, có chức năng chống giật luôn. Đây, chức năng chống giật ha. À, rồi tiếp theo, máy hàng liên tục, hàng que nha, máy hàng que liên tục luôn là 4 ly. Riêng cái con này là hàng tối đa 4 ly chấm á, còn nếu mà anh em chấm thì hàng 5 ly ngon lành luôn. Đó thì nó cái công suất của con 200E này là nó đỉnh hơn cái con 200Z, cho nên là cái giá của nó cao hơn xíu. Nếu mà anh em mình làm ở xưởng mà hàng có vẻ là liên tục hơn á thì nên lấy cái con 200E. Còn nếu mà anh em mình gia đình hoặc là xưởng nhỏ mà hàng cái đũa nó nhỏ đó, thì lấy con 200Z thì nó cũng thông dụng rồi. Ngoài ra thì nó còn có 200A nữa kìa, trời ơi sao mà nhiều thế. Ok. Rồi, đây. Có một cái công tắc chống giật ở đây. À, một cái công tắc chống giật. Anh em nào mà hay sợ điện giật á, khoái làm đồ cơ khí, khoái hàng luôn á, nhưng mà sợ điện giật á thì đây có em này. Riêng cái này á là hình như hàng người ta xuất đi nước nào nữa đó, cho nên là tất cả những cái sản phẩm người ta có ghi là tiếng Anh rất là nhiều ha. Đó, standard HK model gì đó. Đó. Wow. Rồi, ok. Thì con này á nó được thêm một cái chức năng chống giật, và cái thứ hai là công suất đúng 200A. Ngoài ra thì dây nhợ thì nó cũng như đó thôi, và công nghệ cũng IGBT luôn. Đó. IGBT ha. Rồi, anh nào lấy cái con này thì giá của nó là 3,700,000 đồng ha. Rồi, tắt con đó đi để ship mà nguyên một dây đây đi được. Rồi, con này thì chắc cũng khỏi test đi. Đó, hàng thì nói chung cũng giống như cái kia thôi. Con này thì nó ghi OVT là gì nữa nè. Thêm overthem. À, temperature hả? À, quá nhiệt, overheat các bạn. Máy hàng mà chơi đủ màu đủ mã. Rồi, tiếp theo khui luôn cho anh con HK 200A. Ha. À, rồi, máy này thì chắc khui ra để đây, khui đằng đây luôn đi. Khui đây được. Đây, mấy anh. Ha, máy hàng hồng ký. Ôi giời, 3-4 con. Nó còn tới 2 mã nữa mà hết hàng mấy anh. À, mã HK120, HK160 thì những cái con máy đó nó nhỏ, nó gọn hơn, nó rẻ hơn nữa, nó cũng có luôn. Đó. À, con cắt plasma lộn dưới kìa. Con này cắt plasma. Thôi lỡ rồi bữa nay chơi nguyên series mấy hàng cho mấy anh em coi đi. Dưới cái bên đó, HK120. Rồi con cắt plasma để qua bên đi, lát giới thiệu sau. HK200A thì cái model này nó cũng công suất của nó cũng đúng 200A luôn, và có chức năng chống giật. À, có chức năng chống giật, rồi hàng que tối đa cũng 4 ly ha. Kéo thì
dây này dây dài nè, hay dài hơn nè, dây này dây dài 5 mét nè anh ha. Rồi gì nữa à, kìm mát thì nó vẫn ngắn như cái kia, chỉ có riêng cái kìm hàng que nó dài thôi. Ô, kìm que cứng dữ ta, xịn, bóp nổi luôn mà ha, kẹp đúng cái que khỏi lo rớt luôn, khỏi lo rớt tới rớt lui luôn. Rồi dây này dài mấy 5 mét ha, theo thông số là dài mấy 5 mét đúng không? Cái thùng cho người ta biết. Rồi ok, máy hàng điện tử à, một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Con này dây 7 mét đúng không? Rồi ok, quá đã luôn ha. Rồi thì nói chung là nhà sản xuất đó, người ta sản xuất có rất là nhiều model, thì trong mỗi model nó có một cái đặc biệt khác nhau. Và trong đó thì ví dụ như riêng cái model HK200A này đó, là cái dây hàng mà dây hàng này đó là nó dài tới 7 mét luôn anh. 7 mét lần nha. Đó thì anh em mình có thể rê đi đầu này, rê đi vòng quanh xe luôn ha. Vòng quanh xe, vòng quanh cái khuôn viên của mình cần hàng á, nó rất là thoải mái, rất là tuyệt vời ha. Rồi anh nào lấy cái con HK200A này giá nhiêu Đức ơi, cho giá luôn. Con này là giá niêm yết đang là 4 triệu. Rồi con này giá hàng chính hãng ha, niêm yết đang là 4 triệu đồng ha. Thì anh nào lấy thì em sẽ bao ship luôn, và đồng thời thì em sẽ coi bớt hỗ trợ cà phê cho mấy anh em nha. Đó, HK200A ha. Đó thì giá niêm yết là vậy, nhưng mà lúc nào thì bên em thì lúc nào cũng sẽ giảm giá cho mấy anh em, tại vì nói chi bớt tiền cà phê này kia các thứ, gọi là giống như là chiết khấu lại cho mấy anh em á ha, chứ không phải là mình sẽ bán đúng theo cái giá đó, tại vì bán đúng theo giá đó thực sự thì bán cũng không ra đâu. Chắc nhiều anh em biết rồi. Rồi ok, anh nào lấy con máy hàng HK200A ha, thì cái con này là dây nó dài tới 7 mét lần ha, hàng tối đa là 5 ly, công suất thực là 200 ampe luôn. Đó, xịn sò, có chức năng chống giật ở đây luôn ha. Đó, chống giật luôn. Đó, cũng màn hình LED đó, hiển thị ở đây. Rồi. Con tiếp theo luôn ha, con máy cắt plasma đi. Rồi, cho lên con máy cắt plasma luôn. Rồi, sẵn hôm nay là em quay toàn bộ hàng sản phẩm của Hồng Ký luôn đi. Cho mấy anh em mình xem qua và nắm được luôn ha. Rồi, ok. Ồ, gõ nhỏ gọn ghê mà anh ha. Nhìn giống như con Boswell vậy. Nhìn giống con Boswell ghê. Con Boswell cũng 440 ampe. Cũng nhỏ gọn như thế này. Đẹp quá. Mấy hàng. Sản xuất tại Việt Nam, made in Việt Nam. Người Việt dùng hàng Việt. Hồi đó cái câu nói đó của bác, mấy bác nào, bác Phúc hay bác gì đó. Bác Nguyễn Xuân Phúc, người Việt ủng hộ hàng Việt, công nghệ chuyển đổi công nghệ 4.0. À, máy cắt cỏ pin ha, cắt cỏ bây giờ em toàn là xăng không anh ơi. Rồi ok, tiếp theo là còn một con máy cắt plasma. Thì máy cắt plasma thì nó cũng không có gì nhiều mà anh ha, thì chủ yếu là gì, chỉ có kìm mát và cái kìm cắt thôi. Phui kìm cắt ra cho anh xem coi. Cái kìm cắt đó thì nhìn nó hơi Việt Nam ha. Phui ra kia lôi ra hết rồi. Ồ, nhà sản xuất cho nguyên một cái bộ điện cực và bếp cắt luôn, đầy đủ ở đây hết luôn nha mấy anh ha. Thì cái ok. Ồ, gọn ha. Nhỏ gọn luôn anh. Nhìn thì nó không được đã như kiểu của Sitwell, nhưng mà chắc có lẽ là đáp ứng được cái công việc. Nó bét cắt rồi tất cả ở đây ha, người ta có cho nguyên bịch luôn. Thì anh nào có xài nhiều ha, thì xài nhiều thì mình có thể thêm. Đó. Thì cái điều đặc biệt nhất là cái gì? Là cái điện cực này anh, cái điện cực và cái chụp khí ha, cái chụp này. Đó thì trước giờ mấy anh em mình xài cái cắt plasma mà hàng Boswell hay Sitwell gì đó, là lúc trước em rất là khó khăn trong cái việc mà tìm cái điện cực mà tìm điện cực nó. Còn bây giờ thì hàng Việt Nam thì nó có phụ kiện hết rồi ha, anh em mình chỉ việc xài và xài thôi.
không có lăn tăn lắm về cái phụ kiện nữa, tại vì nó có sẵn hết ở Việt Nam rồi ha, lót bất kể một cái phụ kiện nào. Rồi ok, em nói sơ tại vì cắt lót ma là mình lại để làm gì, chủ yếu là cắt sắt thôi, sắt tấm thôi. Thì cái thông số kỹ thuật của dành cho con HK Cus 40 này á là nó chỉ cắt tối đa là 8 ly ha, cắt tối đa là 8 ly, 10 ly nó cắt cũng vẫn được, nhưng mà 10 ly á thì cắt không đẹp. 8 ly á thì thực ra trong cái 8 ly đó thì cũng tùy theo cái loại sắt, ví dụ như sắt nó đã có trui hay là chưa trui, hay là sắt đó nó có tạp chất hay là không tạp chất rồi đó, thì mình sẽ cắt ở cái đường cắt của nó ngọt hay là không ngọt. Nhưng mà nếu mà cắt khoảng tầm 7 ly đổ lại là đảm bảo là cái đường cắt ngọt ngay luôn ha. Rồi ok, máy cắt lớp ma Hồng Ký cho anh cái giá luôn Đức ơi. Thì cái con này á là hàng chính hãng, sản phẩm được bảo hành 1 năm ha. Bị lỗi kỹ thuật hay là cái gì đó trong cái tuần đầu tiên là em sẽ đổi con mới. Còn nếu mà nó sau một tháng á, mà nó sau một tuần á mà bị lỗi thì mà anh em mình gửi cái con này lên, em sẽ đem qua bên hãng, người ta sẽ tiến hành kiểm tra và bảo trì lại cho sửa chữa lại cho mấy anh em ha. Rồi ok, thì hôm nay thì em có về tất cả những cái thương hiệu của Hồng Ký và có luôn cả khoan bàn luôn ha. Rồi rồi giá hiện tại là năm của con cắt plasma này đang là 5.500.000 đồng, sản phẩm bảo hành 1 năm chính hãng luôn ha, xịn sò ngon lành. Nó việc còn lại là chỉ có xài thôi, còn vấn đề mà máy bị hư bị lỗi hay gì đó thì hãng lo hết rồi. Hồi lúc trước em bán mấy cái đồ bãi kia thì nói chung là trong vấn đề sửa chữa đồ thay thế đồ linh kiện đồ nó khó khăn phức tạp quá trời đó, cho nên là bây giờ hết cái lô máy hàng nữa rồi thì nó cũng đã qua rồi. Mà hôm nay thì đó, thì bây giờ nói chung là làm hàng chính hãng thì nó tiện và nó khỏe lắm, nó khỏe cho em mà nó cũng tiện lợi cho mấy anh em nữa. Máy lỡ có hư lỗi hay cái gì đó nó cũng có phụ kiện thay thế đó, thì cái đó vấn đề đó nó quan trọng, nó rất là quan trọng nha. Rồi anh nào lấy máy hàng thì nhắn tin cho em ha, sản phẩm là em sẽ ship hàng mới trăm nguyên thùng cho anh. Rồi sẵn đây còn con cuối cùng luôn Đức ơi, đó là một cái con khoan bàn ha. Em vừa lâu rồi, ngày hồi xưa đi học xài cái khoan bàn Hồng Ký nó to lắm. Đó, hôm nay bán thì cái khoan bàn Hồng Ký thì cái khoan bàn này nó nhỏ. Em mua tại vì nói chung là em bán cho anh chị em khách hàng là toàn là gia xài sử dụng gia đình DIY rồi các thứ thôi, chứ ít khi nào mà bán hãng xưởng ít lắm. Rồi ok, khui ra một cái con khoan bàn 6 tấc ha, dành cho anh chị em mình xem cái luôn. Đây là máy khoan bàn Hồng Ký nha anh, Hồng Ký nha, được sản xuất tại Việt Nam. Đó, để em coi cái chất lượng như thế nào, lên hết ra luôn rồi coi ráp luôn cái đó. Quá trời luôn, gọn quá xá gọn luôn anh. Ồ, nắp bằng sắt ha. Chân cẳng đồ đầy đủ hết nha anh, được á. Đây bộ này bộ gì đây, đầu kẹp ha, đầu kẹp mấy mũi khoan. Rồi đây là ống trụ bàn. Ok, này cái màu gì ta, cái màu tím giống của ma cụ teo quá vậy. Chơi màu đen hay màu gì luôn cho nó hoành tráng, chơi cái màu này giống như màu của ma cụ teo á. Tím luôn ha. Rồi ok, ráp sơ xương xương lại cho mấy anh em xem. Rồi nếu mà anh em nào có muốn mua một cái máy khoan bàn, muốn sử dụng một cái máy khoan bàn mà gia đình mà không quan trọng lắm về cái việc mà nó độ chính xác nó cực kỳ cao mà và nó phải đẹp hay gì đó, thì hôm nay em có con Hồng Ký này hả. Nhìn nó giống như con Ujito mà. Con này giống như Ujito luôn, na ná luôn về cái hiện trạng mà cái bàn khoan á. Bàn khoan này là của nó, của nâng hạ là mình phải đỡ lên chứ không có tay quay đó, cho nên là anh mà còn ngày xưa em bán cái con khoan bàn Ujito á là anh y chang con này đó, mà giá con này thì cũng là rất là mềm, hình như chỉ có 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng mà được bảo hành 1 năm luôn ha. Rồi thả này vô nè, thả này vô trước nè ha. Rồi sẵn đây ráp luôn cho anh em coi. Cái chân rớt xuống đập tay. Rồi khóa lại cho anh. Đó, khoan bàn 6 tấc anh Hồng Ký, bảo hành 1 năm ha.
Chưa xích hay thì xăng pha nhớt có nha, anh Xuân Đào có đó nhắn tin nha. Bữa nay thì em không có quay được, hàng nó không có ở đây. Anh Trung Nguyên có định lấy máy hàng inox, máy hàng tích á, thì có gì cứ nhắn tin cho em. Thì chắc có lẽ là em báo giá máy hồng ký rồi à, tại vì máy kia hết. Rồi cá sơ thôi đứa. Rồi thả cái đầu khoan bàn lên coi cái nhìn cái dáng ra vẽ làm sao cho anh em xem. Ôi, hàng Việt Nam chất lượng cao. Ồ, nhìn gọn đã quá luôn mà. Ha, nhìn giống y chang anh Anojito luôn đó chứ. Y chang anh mẫu Anojito. Ồ, vậy thôi cũng được rồi. Ổn chứ. Rồi, gắn đầu khoan luôn coi con này mấy tốc độ. 1, 2, 3, 4, 5 tốc độ nha. Có 5 tốc độ luôn nè, 625 RPM nè. 910, 1255 nè, 1008 và 2710 vòng phút ha. 2710 vòng phút, đó đầy đủ cái đó. Cái này em phải xây cái này qua bên là gõ lên cái mới được, gõ cạch lên cái là dính ra ra đỡ. Rồi ra đỡ đi ha. Rồi ok, ngon lành cành đào, không có gì mà. Cái màu cái này mà nó màu khác xíu rồi tự nhiên chưa, cái màu tím tím ha, kỳ ha. Bây giờ gặp cái anh Makute anh cũng chơi màu tím tím. À có chụp bảo vệ luôn hả? Ồ, ông áp luôn. Ngon. Rồi, đó, đây em gá sơ lại cho mấy anh em xem. Nói chung là nó có đầy đủ hết tất cả những cái phụ kiện giống như những cái thương hiệu khác thôi ha. Động cơ này là động cơ của Made in Việt Nam luôn nha, của do Hồng Ký sản xuất luôn nha mấy anh. Ha, cái motor này nè do Hồng Ký sản xuất luôn. Thì cái motor này là motor 1/3 ngựa là tương đương với lại là 300 khoảng 370W mà. Ha. Là tức là cái công suất của này là cũng 370W. Ừ, cũng ổn, ngon lành. Rồi, ok, để bạn Đức sẽ ráp lại rồi sau đó là sẽ mở máy và nghe thử sơ một cái và nó chạy như thế nào. Bành ra nhấn lên. Mở ra hết luôn. Mở ra thêm. Này phải có dán thêm vài cảnh báo nữa ha. Cảnh báo như là không được mở nắp hay gì đó khi máy đang chạy, hay là những cái đại khái có những cái cảnh báo gì nữa thì nó hơi êm ái hơn. Ồ, cái poly này là bằng poly này á, là được bằng sắt luôn nha mấy anh ha, đúc luôn dạng như bằng gang hay bằng sắt gì đó nên là rất là cứng chắc nha anh. Chứ nó không phải là bằng nhựa đâu. Riêng cái con Ryobi là cái này là bằng nhựa nè ha. Ryobi và Ojito là cái phần này là bằng nhựa hết, còn trong khi đó cái máy của Hồng Ký này là được bằng bằng sắt luôn. Poly á ha, sẽ bền, không có mòn. Mòn rồi thì mình cũng có khả năng mòn, chỉ có mòn Yukuro thôi chứ còn cái kia thì chắc không mòn nổi rồi. Rồi cắm điện luôn Đức ơi. Đó, ở đây là nó có thêm một cái bộ là cái chụp á mà ha, cái chụp để cho là mấy cái phôi, cái silicon phôi á nó không có bị văng vào mắt ha. Rất là ok, rất là an toàn. Thì anh nhiều anh là sợ nó không an toàn á. Thì ở đây nó đã có một cái chụp rồi thì ok luôn. Rồi, ok, bây giờ để em cắm điện em test luôn ha. Điện 220. Đó. Ngon lành. Điện chưa khóa là khóa lại kìa. À cái này tụi em chưa khóa lại thành ra nó chạy lọc cọc lọc cọc. Hay chỉnh cái chìa nào. Không có chìa rồi. Không phải. Chìa đó chìa lớn rồi. Rồi thôi được rồi Đức ơi. Bữa nay cũng mất thời gian quá, nãy giờ làm mất thời gian của mấy anh em quá. Thì túm lại là con khoan này nó được 375W thì cũng ok. Dạ cảm ơn anh Hải Phan. Dạ cảm ơn anh chị em khách hàng. Hôm nay có 135 anh chị em mình đang xem cũng vui quá. Chứ bình thường là cũng hơi vắng, hôm nay là ok. Rồi, cái gì ta? Nãy giờ các anh em nào chốt đơn gì chưa? Chưa biết ha. Bây giờ là cái gì? Mình có, em có đi bãi, em lượm hai món này về. Bây giờ đại khái là anh em nào chốt đơn, một cái đơn máy hàng, hay là một cái
cái gì đó đi. Ok, tặng ha, tặng đi, không có tính tiền. Thôi mấy hàng đi. Ok. Ha, rồi, mấy hàng đi. Anh em nào chốt đơn mấy hàng, em sẽ có. Hôm nay đại khái là ngày hôm qua em đi bãi, em có lượm hai cái món này mới 100% luôn. Thì đầu tiên là một cái cưa tay ha, thì cái này nó không liên quan tới cái máy hàng lắm, nhưng mà tại thế là ý của em là cũng muốn tặng quà cho mấy anh em thôi đó. Mới 100% luôn ha, được sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan, được đóng dấu luôn nha đó. Đây là một cái cưa lá liễu mình ha, cái cưa này hiện tại ở bên Nhật đang có bán với giá là 2.900 liên, là tương đương với giá là 600.000 ha. 600.000 nha mình. Đó, tương đương với giá 600.000 đó, mới tinh luôn ha. Thì em đi bãi, em săn hàng thì mỗi ngày em sẽ chịu khó đi bãi và em tìm những cái món hàng nào đó độc lạ lạ hay mà thấy nó đẹp mà mới giống vậy nè, em sẽ lượm về và mỗi ngày em sẽ tặng cho mấy anh em nha. Ha, bữa nào có thì tặng, bữa nào lượm mà không có khỉ khô gì hết là em không có tặng được nha. Rồi ok, với những cái đơn máy hàng ha, máy hàng hồng ký hôm nay ha, hoặc là cái khoan bàn cũng được ha. Anh em nào mua máy hàng chốt đơn ha, em tặng cho mấy anh em một trong hai món đồ này. Rồi đây là một cái cưa ha, cưa này mình gọi là cưa lá liễu hay cưa gì đó, nói chung là cái cưa gỗ á, làm gỗ á, làm mộng rồi, xẻ mộng rồi đó ha, dành cho anh em thợ mộc thì biết rồi ha. Rồi món quà thứ hai ha, tức là anh em sẽ chọn một cho anh em nào chọn một trong hai món quà này. Rồi một cái bộ vít vẹt xeo, bộ tua vít nha mình, mới luôn, chưa xài luôn, nhưng mà con cái là nó hơi bị ẩm mình. Đây bộ vít của vẹt xeo luôn nha, đây là cái cán thôi, đây là cái cán của vẹt xeo thôi đó, người ta nhét vô như thế này. Rồi nguyên một cái bộ của nó là gồm có ha, một cái chìa b ba ba cái bh bh một, bh hai và bh ba đó, đây nè, cộng ha và trừ thì nó có cũng bh một, bh hai, ba và một cái chìa mũi nhọn và một cái chìa mà để cạy nè đó. Ở đây nó có từng cái ha, và để cho nằm xuống luôn đi cho nó dễ. Đây nữa thì anh em mình sẽ lấy ra ha, rút ra cái này và rút một cái cán đó, mình sẽ chọt vô cái cán này để nó thành cái tu vít đó và nó gài lại ha, rồi mình sẽ xài đó. Còn anh em muốn dặn vít, cái này là dùng để cạy ha, còn anh em muốn dặn vít thì lấy cái chìa của tu vít để mình dặn ha. Đó ok, thì nhìn nó hơi, cái ngoại hình của nó hơi bị rỉ rỉ xíu, nhưng mà người ta chưa xài nhưng anh, do là đồ bãi về thì nó bỏ mưa gió nên. Cái này được sản xuất tại đâu đây ha, được sản xuất tại Thái Lan nhưng anh, Vecel được sản xuất tại Thái Lan ha. Nó bình thường là Vecel là được sản xuất tại Nhật, mà cái bộ này, riêng cái bộ này là được sản xuất tại Thái Lan. Rồi anh em nào chốt mấy hàng ha, em tặng một trong hai món này, anh nào muốn lấy món nào thì lấy nha. Đó, ngoài cái giá mà em đã báo và em sẽ bao ship ha, và đồng thời tặng thêm cái món quà này cho mấy anh chị em mình. Rồi anh nào lấy máy hàng thì cân đối lấy máy nào và nhắn tin cho em ha. Rồi ghi là quà tặng cho anh là cái bộ tu vít, hay là quà tặng cho anh là cái cưa lá liễu hay cái gì đó là ok. Rồi anh mua máy hàng đi, anh mua máy hàng tặng liền, trời ơi chốt liền. Rồi tiếp theo là cái gì ta, anh em cần máy nào thì cứ nhắn tin cho em ha. Tủ CS BS thì về bao la rồi đó, sáng giờ cũng ship hai cái ha, bữa giờ giá nói chung cũng vẫn còn tốt. Và cho tới thời điểm này riêng cái tủ CS BS này em cũng chưa báo giá nào trên video clip cả đó. Anh em nào lấy cái tủ nào thì cứ nhắn tin, chịu khó nhắn tin An ơi ship báo cho anh cái giá tủ 5 học 76cm nè, hoặc là cái bộ 8 tủ nè, anh ơi báo giá dành bộ 8 tủ ha, hoặc là anh ơi báo giá cho anh cái bộ tủ 10 học kéo nè ha. Đó thì cứ nhắn tin như thế là đại loại là em sẽ báo giá cho. Chứ cái này mà báo giá trực tiếp trên đây là xong, là mấy nhà khác người ta ganh tị, cái hãng người ta cắt mình, ta không có bán cho mình đâu. Em thì em muốn giảm giá cho mấy anh em, giá tốt mà mình để mình mua cho nó dễ. Tại thực ra là cái bộ tủ này nó giá trị nó rất là cao quá. Riêng cái bộ vừa rồi em mới bán một cái bộ 10 tủ cho một anh ở Biên Hòa Đồng Nai lên 40 mấy triệu mà. Ôi mấy anh chơi ghê thiệt, đã thiệt, mà bộ tủ đã thiệt. Rồi ok, rồi anh em nào máy hút bụi ha, máy gì nữa không ta,
trời ơi con cưa trượt này bữa thanh lý có 3,8 triệu mà không anh em nào chốt. Này con này chạy ngon lành không Đức? Không có pin test à? Con này có con 36 con của Hilti này, vừa lụm bãi về mới tinh luôn, đẹp ghê luôn anh. Mà giờ không có pin test rồi, để qua bên đi. Nào, báo giá sao? Test cái đã, bán cho anh chắc cú. Rồi, cưa trượt AG lưỡi 254 còn đẹp luôn nè mấy anh ơi. Trời ơi, có giá có 3,8 triệu con, bán rẻ bằng Raybi luôn mà chưa thấy anh em nào chốt. Nó cực kỳ rẻ luôn. Ha, có nẹp đồ đầy đủ luôn. Đó, ngon lành. Dạ, em chơi đồ Việt Nam luôn anh Nguyên Lê Dũng. Nói chung là hàng chất lượng thì cứ bán thôi anh. Chứ bây giờ mà bán đồ Trung Quốc giống như lúc trước mấy anh Sasuke thì thực ra nó cũng chậm quá. Rồi đến nay chơi hồng ký. À, giống như hồi nãy em test nó mồi hồ quang rồi mọi thứ nó ngon lành cành đào quá thì đâu có gì mà để mà mình phải là phải lo lắng là mình phải mua một cái con máy hàng hàng nội địa đâu anh. Đây em thì hàng xấu lắm nhưng mà em ngồi hồ quang mà em thấy hàng mà ra cháy ngon lành. Bữa nay là em chỉnh là chỉnh coi như là công suất là min luôn rồi đó, có 23 ampe thôi mà em kéo nó ra còn nổi cộm cộm xíu mà nó cháy ngọt đều là đủ rồi. Chơi nhau quá. Khoan đi. Thôi nào về đi tính. Rồi, ok. Không, thực ra là em cũng biết hàng nha anh, thực ra em biết hàng nha, tại cái này là hồi nãy là em chỉ test là cho nó công suất nó nhỏ thấp thôi rồi em kéo ép thôi. Chứ nếu mà nói là về hàng thì em cũng rành lắm, tại vì sao em là cũng là dân cơ khí 3/7. À, em đã học từng học cơ khí ra mấy anh. Có bằng cấp đàng hoàng nha, cơ khí 3/7 đàng hoàng. À, pin AG lỗi hết anh ơi, hết AG lỗi rồi. Ha, hết AG lỗi rồi. Anh em nào khoái đồ bãi thì hôm nào em về đồ bãi tiếp mà chắc em thấy bây giờ có nhiều anh cũng đang chào hàng tùm lum hết ha. Thấy đồ Mỹ bây giờ nhiều lắm. Có nhiều anh cũng đang bán đồ Mỹ. Chủ yếu là giá cả mà tốt thì mình làm thôi. Đó, thì hiện tại thì nói chung là em cũng vẫn thích bán đồ mới hơn, bán như thế này thì nó khỏe mà. Còn đồ bãi kia ngày xưa nó quải quá rồi. Thì có cái anh kia em cũng đang chào đồ Mỹ thì để em coi cái giá cả tốt thì làm được thì mốt em kiếm em lấy về bán tiếp cho mấy anh em mình ha. Cái đồ Mỹ mấy anh em bán quá trời chứ. Hàng bãi từ Mỹ về. Cái khoan bàn hồi nãy giá 2.500.000 đồng anh. 2.500.000 đồng à. Em thấy cái ok đó Đức. Lấy bộ lục giác quất cái khoan vàng này chỉnh chu lại cái test cho mấy anh em mình coi anh coi cái coi. Lấy bộ lục giác ra đây dặn vô đó. Hàng Việt Nam chất lượng cao yên tâm ha, hư cái gì là có cái linh kiện cái đó khỏe thoải mái. Ok, chốt cái khoan vàng đi, tặng cái bộ mũi vít này anh. Nó lấy cái bộ mũi vít này là ngon nè, nó vẹt xeo luôn á. Đấy, ok, không canh cho nó ngay cái trục vào rồi. Ok, xiết đi, xiết hai cái. Rồi để bằng Đức dặn cứng lại rồi kiếm cho anh cái mũi khoan luôn ha, còn mấy phụ kiện khác là ráp sau. Rồi ok, anh khoan luôn hả? Anh sẽ khoan test cho mấy anh chị em coi luôn.
À, coi cái độ im máy ngọt ngào. Rồi em quay cái này qua bên lấy cái búa gõ cặp lên cho cái cho nó như này cứng lại cái ok à. Đó. Thôi đây có cái giác nè. Ở đây nó còn một cái cử nữa anh ha, cái cử mình ráp ở đây ha, về anh em tự ráp nha. Rồi, ok. Dòng tua này đang cao hay thấp ta? Mũi này bự quá ha. Ok. Rồi, ok. Thì cái khoan bàn thì khi mà nói chung là nó cái công năng của nó cũng tiện lợi là gì, là mình sẽ khoan được một cái lỗ thật là thẳng. Ví dụ như bình thường anh em có một cái miếng gỗ, anh em muốn gáp hai gỗ lại với nhau mà cái gỗ nó dày quá, nó từ 5-6 phân trở lên mà mình dùng máy khoan tay mình khoan thì không bao giờ nó thẳng được, một lát mình đưa ngóc vô cái là nó chẹo liền đó. Thì trong khi đó cái khoan bàn này là nó sẽ cho mấy anh em mình một cái đường khoan thẳng băng đó, để khi hai cái miếng gỗ hay là ấy mình hoặc là hai miếng sắt mình ráp lại với nhau á thì nó mới thẳng được, chứ ngoài ra là không có cách nào mà thẳng được hết. Khoan tay dù cho mấy anh em định cầm cỡ nào nghiêng tới nghiêng lui mà cho cái gọi là chuẩn là không bao giờ chuẩn được, khoan một cái đường ra xéo xẹo liền ha, thì bắt buộc là phải dùng khoan bàn thôi. Rồi ok, giờ không biết có sắt nào cái miếng gỗ này khoan đỡ quá. Đó, chạy im máy đang là dòng tua cao luôn anh, chạy im rồi đó. Để em chỉnh dòng tua thấp lại xíu, tua này cao quá. À, dây cu ro rồi các thứ bù ly rồi xịn sò luôn á. Không có gì rồi, ok, lấy đại miếng nhựa đó đi. Rồi chỉnh cái đường dòng tua thôi, để dòng tua cao cũng được, tại vì cái miếng này khoan cái miếng nhựa này rồi. Đó, bây giờ ví dụ như anh em mình có nguyên một cái cây sắt hay là cây gì đó 5-10 đi ha. Đó, coi dừng cái lỗ dưới nha, không lệch là thua đó, là cút vô các bạn á. Ok. Đó. Đó thì anh em mình muốn có một cái lỗ thẳng từ bên đây qua bên kia để mà mình bắt hai cây kèo hay cái đà hay cột lại với nhau hay gì đó thì buộc lòng phải khoan bàn, còn nếu mà khoan tay á, là nó sẽ bị chẹo ha. Rồi ok, bật công tắc quốc. Đó thì khi mà anh em khoan sắt á thì mình lưu ý là cái dòng tua nó chậm thôi nha, nó không có nhanh như vậy ha. Mình chọn tốc độ thấp thôi, tầm 625 hay 9625 là chủ yếu ha, khoan chậm nếu mà là sắt nha. Khỏi luôn đó. Đó rồi, khoan thì anh em mình nhấp lên nhả xuống, nhấp lên nhả xuống cho năng xíu thôi, chứ không có phải mà trên mà từ trên mình nhấn xuống một cái o direct từ trên xuống luôn nha. Lưu ý là khoan sắt là phải như vậy nha, chứ không là nó cháy mũi hoặc là phôi nó không thoát được á. Đó. Đó, ví dụ như vậy đi đó, mình chỉ cần nhấp nhẹ vô, ăn nhẹ cái nhấp cho nhả phôi ra đó, cho nhả ra, thấy không anh, thấy không đó, cái nó văng ra đó, thấy chưa, nhấp vô vậy cái đó rồi xong lỗ rồi, ok, xuống tới dưới ô này hụt rồi, lên cái bàn lên. Đó, rồi ok. Tắt. Nãy Đức chỉnh cái bàn hơi thấp, rồi chỉnh cái bàn cao lên. À mà bàn cao lên thì bị đụng à? Đụng mũi hả? À do cái này cao quá hả? Rồi. Rồi, ok, khóa. Rồi. Ok. Do là cái này bàn không xuống không hết. Vậy là bàn xuống không hết, vậy cái bàn này là vậy là cái tổng cái chiều dài của nó là chỉ được không do mũi à, cái mũi dài quá đúng không? Cái mũi này đang bị dài quá mình. Ok. Rồi dỡ cái cây lên. Rồi cách duy nhất. Ok. Ô quan tới tôi dỡ cây lên. Ok, nó chỉ có cách như vậy thôi, mình mới cho một cái hai cái lỗ nó được song song với nhau thôi nha anh. Rồi ok, đó khoan bàn hồng ký nói chung là xịn sò im máy lắm anh ha. Motor mạnh luôn, công suất mạnh rồi, vậy là đủ rồi anh. Đó. À, không cần phải hơn nhiều nữa đâu. Rớt con ốc dặn là ngốc lại mình nha. Rồi, lắp ráp là hoàn chỉnh luôn để dành cho mấy anh em mà có tới thì cứ lôi ra cho mấy anh trải nghiệm đi nha, khoan thoải mái luôn.
ok, giá chỉ 2,5 triệu, ổn áp quá rồi. Nó còn được tặng cái bộ mũi vít vẹt xeo này nữa, thôi đẹp quá rồi ha. Về anh em làm đi quay rồi lưng tinh lăng tan cũng được. Rồi xin cảm ơn anh chị em hết nha. Anh Tố Nguyễn có lấy thì nhắn tin em ha. Rồi ok, mấy nén khí về quá trời à, nén khí đẹp nữa rồi. Có nào ủng hộ em nén khí nhắn tin em nha. Mấy nén khí mini cực kỳ nhỏ gọn luôn, nó chạy im máy ngọt ngào, đủ công năng hết. 24 lít nè, 6 lít nè à, máy hút bụi, hút bụi 23 lít nè à, giá 3,2 triệu nè. Rồi hút bụi thùng inox ha à, con này 3,8 triệu nè à, thùng inox 30 lít. Rồi à, hút bụi Stanley 23 lít. Ồ quá trời luôn quá ha. Hút bụi em là chùm, em là chùm về hút bụi, có đủ tất cả các model hết. Anh nào lấy model nào thì nhắn tin em ha. Đó. Dạ hàng Việt Nam anh, made in Việt Nam luôn, thương hiệu Hồng Ký à, giá cũng rất là mềm luôn, bảo hành 1 năm, nói chung chạy chuẩn xác. Rồi ok, anh nào lấy thì nhắn tin cho em. Rồi tiếp theo là gì? Cưa xích à, cưa xích Railway à, làm dài 4 tấc, hàng mới 100%, cưa xích xài điện luôn anh. Em còn có 3 con cuối cùng nha, nào lấy thì nhắn tin cho em 3 con cuối cùng. Hôm bữa em có khuyến mãi luôn cho mấy anh em mình mua, khi mà mua cưa xích giá 2,5 triệu tặng cho 3 cái kìm bấm cành của Nhật, giá hết sức hời luôn. Coi như cái cưa này còn có 2,2 triệu đồng anh, bảo hành 1 năm, công suất ngoài 200W, làm dài 4 tấc ha, cắt ngọt như mía lùi luôn à. Rồi ok, cắt sắt Railway ha, 3,000 đồng con. Hôm bữa tặng cái máy mài mà bữa nay hết chương trình rồi, mấy anh em chốt hết luôn. Mũi vít đều quơ à, còn vài bộ mũi vít đều quơ nha anh ha, giá 395.000, cực kỳ im máy luôn, ngon lành. Ồ, bộ này như quên rồi, như 395 không này. Không biết bộ nào 395 để em coi lại, hình như bộ này à, tỉa cành Black Decker, tỉa cành xén cỏ Black Decker ha, gọn nhẹ ngon lành à, quá trời quá đất ngon, giá chỉ có 1,200,000 đồng ha, tặng một cái kéo bấm cành đi kèm ha. Rồi một cái đôi găng tay nữa, một cái đôi găng tay nè, hàng mới luôn. Có một cái đồ xén cỏ nhỏ gọn luôn, mini. Ok, nó nguyên bộ như thế này ha. Rồi anh em nào lấy tỉa cành xén cỏ Blazer có pin nằm trong luôn ha, pin sạc nằm trong hết tiện lợi, giá chỉ có 1,200,000 đồng, về xài sản phẩm được bảo hành 1 năm ha. Rồi à, con nén khí Rickit em cũng bán rồi, bây giờ em còn con nén khí bọt tơ cable ha, còn con cuối cùng luôn à, con này cũng mới tinh đẹp keng lắm ha, và giá cũng chỉ có thanh lý cũng chỉ có 2,500,000 đồng anh, 2,500,000 đồng nha. Con này là được sản xuất tại Mỹ luôn nha anh, con này sản xuất tại Mỹ luôn à, USA đâu, US đâu rồi ha, này ghi bữa nó ghi đâu rồi. Rồi ok à, anh nào lấy còn em còn con cuối cùng xài nén khí xịn sò bình tròn ha, nhìn rất là cute, ngon lành cành đào ha. À, anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Áp của bình, đây là hiển thị áp bình, đây là hiển thị áp ra ha, hai đầu ra luôn. Đó, có van điều áp ở đây luôn. Đó, giá chỉ có thanh lý chỉ có 2,500,000 đồng, mà chỉ có mà con này á, thì nó xài điện 120V, tại vì nó là hàng của thị trường Mỹ nha, Boxer Cable ha, thị trường Mỹ. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha, giá cực kỳ tốt, còn con cuối cùng thanh lý luôn cho xong. À, anh nào rồi riêng con nén khí này ha, riêng con nén khí này nha, anh nào chờ chuyển khoản em bao ship luôn cho ha, còn con cuối cùng rồi bán luôn cho xong. À, đẹp ớn luôn anh ha, bình tròn nhìn hay. Chỉ có một cái là nếu mà anh em ở xưởng á phải để tại chỗ xài nó tiện, chứ còn nếu mà mình sắp đi công trình hay gì đó thì nó không tiện lắm. Rồi giá 2,5 triệu ha, anh nào chuyển khoản con này thì em bao ship nó luôn cho, tại còn con cuối cùng mà thanh lý luôn cho xong á nha. Rồi à, tiếp theo là
còn lô cắt cỏ nha, để em ra quay mấy con cắt cỏ luôn cho bán hết luôn cho mấy anh chị em. Rồi hôm sáng có anh kia hỏi em cái con hút bụi công nghiệp, sáng em có quên là bận quá không có chụp hình được cho anh, thì bây giờ em ở đây em sẵn tiện em quay luôn đi cho nó dễ nè. Đó, thì đây là cái dòng hút bụi công nghiệp anh ha, 45 lít. Wow, cái motor của nó là motor 2 tầng cánh hút, tức là một cũng là một cái motor nhưng mà ở trên đây một cánh, ở dưới đây một cánh, thì nó là gọi là cái giống như là cánh đôi á, nó sẽ hút rất là mạnh nha, hút gọi là lúng thùng vô râm luôn á đó. Cho nên là cái đường ống của riêng cái con hút bụi 45 lít này á, người ta làm một cái đường ống rất là to, đây to đung luôn à ha. Cái đường kính này là phi hình như em nhớ là 60 mấy chục quên à ha, đường ống rất là to, em cầm tay không hết nè. Đó, thì cái con này là chuyên dành cho mấy anh em mình là xưởng gỗ á. Xưởng gỗ á, đây nè, có hình ảnh của một anh ở xưởng gỗ này, anh hút nguyên cái bàn toàn gỗ không. Đó, hoặc là hút được lá cây luôn nha. Hút mấy cái lá cây mà dàn nhỏ 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 là hút luôn ha. Cái cây nhỏ nhỏ là cho hút luôn. Đó, hoặc là nếu mà anh em có nhu cầu thổi á, thổi lá mình đảo ngược lại đầu này là anh thổi luôn, còn đầu bên đây là đầu hút ha. Rồi, cái con hút bụi này hiện tại giá của nó là 5.500.000 đồng ha. Anh nào chuyển khoản thì em bao ship luôn. Đó, con này giá đang tốt đó, thì có gì điện thoại thì em sẽ bớt thêm cà phê cho mấy anh em ha. Đó, em còn có 4 con nữa thôi ha, còn 4 con thì con này nó mạnh lắm nha. Gara ô tô nè, nếu mà anh em mà là ở gara ô tô mà vệ sinh mấy cái rửa xe cho khách á, mà muốn hút bụi mà cho nó nhanh, nó mạnh, nó khỏe đó, thì mình nên xài con này. Còn mấy cái con mà 30 lít thì nó hơi yếu nha. À, con này có bánh xe rồi, mấy bạn chưa ráp, nó có bánh xe rồi, mấy anh em ráp vô đầy đủ như thế này, hàng mới trăm trăm nguyên thùng luôn. À, công suất rất là mạnh nha, 6 bit HP ha, mạnh lắm. Rồi, anh nào lấy thì nhắn tin cho em. À, chứ còn mấy dòng hút bụi kia thì thông thường. Thôi, máy rửa xe này thì quay nhiều quá hen nha. Hút bụi ca chơ nữa nè. Em nhà em toàn hút bụi không. Máy mày. Rồi, máy mày AG1000. Thôi giá chỉ có 870 ngàn con anh ha. Có hàng giá này hàng chuẩn Nhật luôn mà giá này thì xài quá im rồi. Có mua 10 tặng 1 nữa, tính là quá mềm. Anh em nào hãng xưởng hay gì đó có nhu cầu mà sử dụng số lượng lớn á, hoặc là những công ty ha. Mấy anh chị em quý công ty, quý doanh nghiệp mà xài máy mày hoặc là máy cắt thường xuyên á, số lượng nhiều thì liên hệ em sẽ cho một cái giá thật là tốt ha, để hỗ trợ mấy anh chị em mình. Đó, tại vì mua càng nhiều thì giá càng tốt thôi, nó là vậy. Rồi, ok, anh nào lấy thì nhắn tin em ha. Khoan đục bê tông Kyocera, giá cực kỳ tốt luôn, 3 chức năng, 4 chức năng chứ. Khoan đục 4 chức năng. Máy nén khí ồn cũng bán được 4 con mấy anh. Mấy con Red Tyson này bữa nó ồn la ó quá trời luôn, vậy mà bán cũng được 4 con. À, nói chung là tại vì có nhiều anh em có nhu cầu, nó không có cần rẻ tiền. Nó chứ không có cần im máy. Nhận dít. Ryobi. Con này như bia. À, con này đủ đồ mà. Này dẫn dứt Ryobi, còn con sót lại nè, đồ hàng nó đi ốp nè. Rồi, bán luôn. Cái này nó không có thiếu cái mấy cái mũi rồi. Bán 500 ngàn cho mấy anh em luôn đi. Nó còn con dẫn dứt 4W nè, có đồ sạc luôn nha. Ha, à, mà nó không có mấy cái mũi. Rồi anh nào lấy nhắn tin em ha. Đánh bóng xe hơi, chuyên đánh bóng luôn, chuyên đánh bóng xe hơi của Ryobi, chỉnh được nhiều tốc độ luôn anh. À, đây là dòng đánh bóng chuyên nghiệp cho nên Ryobi nó có nguyên một cái mảng, cái hệ sinh thái máy đánh bóng cực kỳ đã. Rồi pin bữa nay không có gì nhiều hết anh ơi. Quạt đều quơ 1.9 không anh em nào mua hết ta. Trời ơi, quạt đều quơ vậy 1.9, máy phát điện em hết anh. Hết máy phát điện rồi.
nó đóng hết luôn rồi đó, nãy giờ mấy anh em kỹ thuật đóng nguyên lớp rồi, còn lớp này đang đóng tiếp nữa anh. Đó, một cái Eto Irwin bán hình như là còn mấy con à. Rồi tủ bàn ghế CS BS còn đầy đủ hết nha anh. Anh nào có nhu cầu tủ nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Đó, bàn làm nguội rồi bàn cơ khí là xe đẩy xe một tủ một ngăn hay là tủ ba ngăn hay là tủ 10 học gì cũng có hết nha anh. Nói chung là tất cả những sản phẩm của CS BS là bên em có hết á, và giá đang rất là tốt, hàng chiến lược luôn ha. Đó, và ba lô túi sách nè, nó ba lô túi sách nè, nào lấy thì nhắn tin cho em. Đó, mấy cái ba lô này rất là đa năng, rất là hay, nhiều cái rất là hay này. Đó, người ta thiết kế một cái hộp phía bên ngoài để dắt thước. Đó, như thế này. Cái này là túi ha, đây là ba lô. Đó, ba lô này giá thì niêm yết là 1.000.000 mấy á, còn giá cho mấy anh em thì tốt hơn xíu. Rồi cái này cũng vậy, 1.145.000. Đó, cái dạng túi sách đồ nghề ha. Đó, hàng mới 100% CSBS. Phía dưới này là một cái đế rất là dày ha, cái đế bằng nhựa luôn nha. Đó, anh em mà có bỏ cờ lê mỏ lết hay là bỏ những cái tu vít mà nó không thể nào nằm lủng đâu. Nó dày lắm. Đó, còn có ba lô dạng xe kéo nữa nè. Đó, những cái đồ cái túi đồ nghề này rất là hay. Đó, giá cũng rất là hợp lý á, nó gọi là em gọi là hợp lý. So ra về tầm giá đó, và sang trọng cho anh em mình đi công trình, đi vô những cái tòa nhà để bảo trì bảo dưỡng rồi đó. Đó thì đây là một cái thương hiệu mà có lẽ là một sự lựa chọn rất là ok. Ở đây nó có phản quang nữa, anh em mình đi buổi tối hay là trong cái công trường hay gì đó, đèn có rọi vô thì nó cũng thấy anh em mình đang mang một cái ba lô là đang có người đó, cũng rất là hợp lý ha. Rồi ok, anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Đẩy này vô đi. À, cái ghế Đức quay với quảng cáo ghế này. Trời ơi quên, đẩy cái bàn nó vô đi. Rồi quảng cáo ghế này cho mấy anh em coi. Ở ngoài bãi nó đang có cái ghế này nguyên một lô luôn anh. Nhưng mà nó hơi dành cho này, nếu mà mấy anh em mình ngồi á, mấy anh em mình ngồi thì phải độ ghế lên xíu nữa. Ok, cua bàn mini, cua bàn em có loại Stanley nó hơi to đây ha, hơi to cua bàn Stanley. Rồi ok, hôm rồi thì đại khái là đi bãi thấy cái mấy cái ghế ngon quá, mình lụm về tặng kèm, như khi mà anh em mua bộ tủ rồi tặng kèm cái ghế màu đỏ luôn, nhìn nó hợp lý và hay. Nhưng mà cuối cùng cái ghế này là nó bị thấp mà, có lẽ là nó dành cho trẻ em ngồi xíu hay sao á, đại khái người lớn mình ngồi vẫn được nhưng mà nó không được phê lắm tại vì nó quá lùn. Rồi ngồi lên cây Đức đó. Đây khi mình ngồi lên á thì nó sẽ tự động nó xẹp xuống cho tới cái mức của cái người trọng lượng á, của cái người ngồi ha. Nhưng mà cái này là nó hơi trẻ em, còn người lớn ngồi thì nó có vẻ là nó nặng quá rồi, nó chìm liễm xuống luôn. Và cái đế này rất là xịn nha, người ta dập luôn, ống rồi ti thép rồi, hàng của Nhật luôn, ngoài Nhật bãi mình. Và cái ngon nhất là cái mặt ghế mà ha, cái mặt ghế này được vào làm bằng cao su đó. Cái mặt ghế này bằng cao su, mà cái cao su này là lâu ngày lắm nó không có bị xẹp ha. Luôn cái cao su này nó được bọc vô trong cái trong đây, nó có một cái thanh sắt ha, nó phủ nó bọc vô trong hết trong đây đó. Về anh em mình nó có nhiều cái mức bật ở đây ha, mình chọn cái bật là mình rút chốt rồi mình chọt qua cái chốt qua mình gài lại thôi, nó lắp ráp cũng rất là tiện lợi luôn đó. Nhưng mà cái ghế này thì nó không có phù hợp với cái bàn này tại vì nó thấp quá đó. Nếu mà anh em nào có mua thì em tặng cái cũng vẫn được. Về mấy anh em độ cái ti cho nó cao lên xíu ha, cho nó phù hợp với anh em mình ngồi, nó vẫn ngồi được chứ không phải là không đó. Rồi còn nếu mà anh em nào mua cái ghế này không, nói chung là kêu ri mình này ri đó, thì cái ghế này trẻ em ngồi thì là vừa nhất ha, còn anh chị em mình ngồi thì nó cao, thì giá của nó là chỉ có 400.000 cái mà ha. Hàng Nhật luôn, sản xuất Trung Quốc, hàng bãi Nhật sản xuất Trung Quốc mới 100% luôn mà ha. Rồi anh nào có lấy thì nhắn tin giùm anh ha. Không được. Cái tô đó giá là 2.9 anh, 2.9.
Rồi Kim lại ngồi cho mới ngồi vô. Đó, coi nó vừa không. Đó, trẻ em ngồi là vừa. Rồi tự động tuột xuống. Đó, nó trọng lượng. Ôi, nó mập quá rồi. Đó, tuột luốc luôn rồi. Rồi ok, ngồi bình thường. Đó, thì trẻ em ngồi là ok nha anh ha. Thì nhóc em nó ngồi lên là vừa nè. Đó, nó vừa. Nó chân cẳng rồi tất cả. Thấy với mặt ghế là nó muốn bằng với nhau. Nó xây tới xây lui được thoải mái luôn. Nó còn người lớn thì nó xẹp. Thì mấy anh em độ khác lại. Rồi ok, giá chỉ có 400 ngàn một cái ghế như thế này nha anh. Rồi anh nào lấy hàng mới trăm trăm nguyên thùng luôn. Nó sản xuất tại Trung Quốc xuất qua Nhật. Nó này hàng bãi Nhật về ha. Này nó kê có cái gờ ha, nó dành cho ví dụ cái mông mình, cái hai cái chân nó ôm nó vuốt ở đây rất là đều ha. Mông mình nó lọt thỏm vô đây. Nó hai chân nó đều đây. Đó. Này là nó nếu mà mấy anh em mình ngồi là nó bị dư cây súng ở đây xíu nè. Đó cho nên là nếu mà mấy anh em mình ngồi là phải làm cái bệ ra đỡ cây súng chứ không là nó rớt ra ngoài ha. Rồi ok, anh nào lấy thì giá 400 ngàn thôi. Ok, tô này nãy là giá chỉ có 2.900.000 đồng anh ha. 2.900.000 đồng, ngàm kẹp sát ứng luôn, nhìn đã không, sát bưng luôn, hàng mới thì tuyệt vời quá rồi. 2.900.000 đồng, hàng mới 100%. Eto còn đai an toàn, đai an toàn em còn cái bộ số 5 anh, là một đai một móc á, giá 250.000. Bộ số 5 Đức ơi. Rồi anh em nào lấy máy hàng cứ nhắn tin cho em nha. À, tặng phần quà đó với bao ship cho mấy anh em luôn. Đó. Giờ đồ bãi hết rồi. Giờ với hồng ký là ngon thì bán hồng ký thôi. Rồi bộ số 5 còn không? Ok. Cho anh em coi bộ số 5 đi. Rồi đây anh ha. Nó gồm có đi kèm nguyên một bộ của nó là gồm có một cái đai ha, một cái bộ đai. Đây này là đai khóa bằng sắt nha anh. Đai khóa bằng sắt nha. Đó, và một cái móc, và móc này là móc thun luôn. Đó, anh em đi tới đi lui luôn ha. Đó, em còn đúng cái bộ này, giá chỉ có 250.000. Đó, quá rẻ luôn, không còn gì phải bàn cãi luôn. Đồ gì đâu mà nó rẻ. Đó, thì giờ nó còn như thế nào em bán như thế đó ha. Đó. Xe năng hả? Xe năng lúc sau này em ít có làm anh. Anh cần kiếm xe nào thì cứ nhắn tin cho em đi. À, riêng cái phần xe năng thì nhắn tin rồi em đi săn cho. Tại vì em thì xe năng nào mà em ra bãi á, em kiếm cái xe nào mà người ta mới xuống công á. Tại vì em thì là người biết rất là nhiều về cái vấn đề mà công người ta về. Và khi mà vừa mới xuống công em lại em bật chìa khóa mà xe đó mà nó ok luôn ngay từ cái lúc mà nó còn bên đó đó. Thì em lấy, em chốt giá, em đưa xe về. Tại vì cái xe năng đặc biệt á, một cái điểm á, là khi mà nó bị chết cái bình á, hoặc là chết xeo á, là về mình phải thay xeo, giá nó cao lắm. Mà khi mà nó đã chết một hai xeo rồi thì bắt đầu nó có khả năng nó chết hàng loạt và nó đi rất là nhiều. Cho nên là riêng cái mặt xe năng á, là có nhiều anh chị em cũng đã từng mua bên em rồi. Đó. Và hầu như là xe nào là em chọn rồi thì nó rất là ok. Đó, thì cái tình trạng thì xe năng thì cần, ví dụ như anh cần mà xe năng đứng là 1 tấn 25, xe năng ngồi hay gì đó thì báo, em báo giá cho. Và không gấp, gấp thì em không đảm bảo. Đó, em thì riêng phần xe năng thì em chỉ chờ có công về hay gì đó em lụm vậy đi hen. Giá thì nó rất đa dạng, từ 1 tấn cho tới 1-2 tấn hay gì đó, từ 80 triệu cho tới 120 triệu luôn anh, nhiều lắm. Càng rồi cái tháp nó cao lên 4m hay là 3m hay là 3m rưỡi hay gì đó, nó phụ thuộc vô rất là nhiều. Riêng cái con em sẽ đang xài là cái càng tới 4m, là tháp 4m. Rồi anh nào lấy cái nó, em còn cái bộ đai an toàn bộ này ha, giá chỉ có 250.000 bộ. Đó, một cái đai nè, một cái móc nè, móc này móc thun luôn ha. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin cho em tên, địa chỉ, ghi ở ship cho anh cái bộ đai số 5 250.000 là em biết ha. Đó, bộ đai số 5 250.000, còn được vài bộ như thế này. Rồi ok, các em tạm ngừng like đây. Anh em nào còn lấy gì thì cứ nhắn tin cho em ha. Còn nhiệt Stanley ha, giá 680.000 một cái thôi. Về nướng khô, nướng mực, đốt than.
Cái này đốt than cháy khò khò luôn, phò phò luôn nha anh ha. Cho nên là rất là ok. Nào lấy nhắn tin cho em. Rồi, quạt Stanley cũng còn luôn ha, quạt ba chân nè, giá chỉ có 2 triệu đồng. Nó cánh bằng nhôm và motor xài bằng bạc đạn luôn, cho nên rất là ok. Rồi, tiếp theo là cái quạt sàn ha, quạt sàn đường kính cánh 60 và đường kính 50 ha, cũng còn. Giá cũng đang ok ha, 2.3 triệu. Và con này là 3.200.000 đồng. Máy cắt cỏ em còn máy xăng anh. Rồi ok, ra quay máy xăng luôn cho sẵn nãy sắp xếp ra quay cho mấy anh coi mấy con cắt cỏ máy xăng ha. Đây thì nói chung là bữa giờ để lung tung quá, nhìn mấy anh em nhìn không có đã ha, thì bữa nay mấy bạn kỹ thuật lắp lưỡi hết luôn ha, lắp lưỡi rồi trải nguyên dàn máy ra cho mấy anh em xem. Nó thì mấy cái con máy máy xăng Echo thương hiệu của Nhật này thì bữa giờ em bán rất là nhiều rồi, em về 200 cây mà em bán gần 100 cây chứ không phải là xạo láo cái gì đâu. Và giá cũng rất là mềm, chỉ có 1.600.000 ha, và lưỡi là được lắp lưỡi mới luôn của Nhật luôn nha. Em chịu cũng rất là chịu khó, thay vì em đi mua lưỡi Trung Quốc thì thực ra nó cũng rẻ, nhưng mà lưỡi Nhật này giá thì nó cũng nhỉnh hơn xíu chứ không phải là nó rẻ như lưỡi Việt Nam. Nhưng mà được cái lưỡi Nhật nó bén và nó chất lượng nó cao, nó nên là chịu khó, nó tất cả được tiếng Nhật hết trên đây nè anh. Đó, chứ em không phải xạo đâu. Đó, rồi. Lưỡi là lưỡi mới ha. Rồi, máy của động cơ của nó là 22cc nha. Nó AT221G gì nè. Đó, em gọi là con Echo trắng ha. Rồi, Echo trắng tất cả đều là nguyên zin hết. Máy là chỉ có về vệ sinh rồi vệ sinh bình xăng con hay là test cho nó nổ hết ngon lành hết rồi ship cho anh em thôi. Đó thì tất cả những con này á, giá của nó là chỉ có 1.600.000 đồng ha. Cần thẳng nha. Cái này là không, mấy anh em mình không có lo nó bị hư cái ti, nó bị gãy hay là bị gãy cái mấy cái dây xoắn ha. Ngày xưa mấy con hàng Úc hay gì đó nó còn nó hai cái đầu rời nhau, nó bị gãy cái dây xoắn dây thép là đi kiếm là mua không có, chứ còn cái con này cái cần nó là cần thẳng, nó có nguyên một cái ti ở trong luôn, xỏ từ dưới đầu bò lên cho tới đầu máy luôn, thì mấy anh em mình xài là không bao giờ lo mà máy nó bị hư cái cần ha, chỉ có hư cái lưỡi thôi. Rồi ok, thì Đức giật test sơ cho mấy anh em nghe tiếng máy luôn rồi ha. Đó, thì mấy con này là mấy bạn kỹ thuật là kiểm tra hết rồi ha, hàng là test hết rồi, có việc ship cho mấy anh em nữa là xong thôi, đóng và ship thôi. Rồi ok, rồi ở đây có công tắc không anh? Nói chung là máy như chạy nổ lắm nha anh. Máy này mình chỉ có việc bơm xăng ha, xăng qua nhớt, bơm xăng. Em có tặng cái chai nhớt nữa nha mấy anh. Ha, tặng cái chai nhớt cho mấy anh em nữa. Rồi lên ra đi. Rồi có cái di động như chấm tay lái mà anh em. Giá 1.600.000. Rồi mình tắt công tắc là bấm ở đây. Đó, gạt xuống là tắt thôi. Ở đây là công tắc của nó nha anh ha, công tắc. Ở cái này cần ga ha. Rồi anh nào lấy nhắn tin cho em tên địa chỉ. Rồi chuyển khoản thì em bao ship, còn không chuyển khoản thì tiền ship của mình trả nha. Ha, tiền ship thì cũng khoảng trăm mấy chục ngàn. Đó, tại vì sao bao ship? Tại vì cái con này nó dài quá rồi tiền ship nó cao. Rồi mà có thu hộ nữa. Thì mà mấy anh em mình chuyển khoản thì em sẽ bao ship luôn con cắt cỏ này. Nó gồm có dây đeo nè ha, có dây đeo đầy đủ nha. Lưỡi, một cái lưỡi cắt cỏ mới 100%, lưỡi Nhật. Và tặng một thêm một cái chai nhớt nữa, cái bình nhớt nữa. Nhớt hay thì về mấy anh em mình chỉ pha vô là xài thôi ha. Đó. Cắt cỏ ngon lành cành đào không? Tất cả đều được sản xuất tại Nhật luôn nha mấy anh. Đi vô. Rồi ok. Em còn hai con máy trẻ củi anh à, có anh Hà Nội anh đặt mà tới nay anh cũng không trả lời nên em quay lại cái nữa rồi em bán cho mấy anh em luôn. Thì cái máy trẻ củi này là máy xăng anh ha,
chạy xăng, lực chạy, thương hiệu là Full Bore. Thì mấy con này trước giờ là rất là chạy thủy lực luôn. Đó, động cơ của nó là 6.5 HP nha, chạy xăng 208cc. Đó, thì cái chẻ được khúc củi là đường kính rất là to nha mấy anh. Đường kính mà có 4 tấc, 5 tấc là cái con này là vô tư luôn. Đó, thì giá của nó là hiện tại là em đang bán là 13 triệu đồng ha, 13 triệu đồng. Rồi, anh nào lấy thì nhắn tin cho em. Em còn hai con, nhưng mà con này là bị lỗi thủy lực rồi, còn con này là con ok nè. Đó, anh nào lấy thì nhắn tin rồi em ship thôi. Đó, thì có con này nó ship ra chành thôi, chứ còn ngoài ra là không thể nào là đi đơn vị vận chuyển được ha. Rồi, giá tại kho luôn nha anh. Đây, Eto đang đóng liên tù tì luôn đó, thấy chưa? Em đâu có nói xạo đâu, đóng hết rồi. Rồi, thôi em chắc em dừng like đây quá. Anh nào lấy máy nào thì cứ nhắn tin cho em đó ha. Tên, địa chỉ rồi máy đó em ship thôi. Máy rửa xe anh. Máy rửa xe thì em còn IGB 1001 nữa nè. Giá là 1.900.000 đồng. Con này là 1400W anh, Ryobi, hàng mới 100% luôn, bảo hành 1 năm luôn, xài an tâm luôn. Công suất là 1400W, mạnh lắm. Ok, thôi chắc em dừng like đây ha. Đèn đội đầu còn mấy cái, 2, 4, 6, 8, còn khoảng mười mấy cái đèn đội đầu nữa em hết nha mà. Ha, còn con súng, còn súng như đây nữa, mười mấy cái đèn đội đầu AGTK. Bán cực kỳ hot luôn. Thôi xin cảm ơn anh chị em khách hàng. Cái gì cứ nhắn tin cho em rồi lên đơn. Cơ bản Stanley ha. Đây, cơ bản Stanley đang đóng cho anh nào kìa. Cơ bản Stanley thì giá của nó là 5 triệu đồng anh. Và tặng một cái máy mài ha. Thì cái cơ bản Stanley này hiện tại lúc trước là giá không có khuyến mãi, thì đây em đang có chương trình khuyến mãi, nhưng mà hình như còn có hai con nữa là hết rồi. Còn hai con là hết rồi, là hết chương trình khuyến mãi á. Thì cái con này á, giá của nó là 5 triệu đồng và tặng một cái máy mài để em quay luôn, rồi sẵn là lỡ anh hỏi em quay luôn cái lần nữa cho anh coi ha. Đây thì cái cưa bàn Stanley đây ha, nếu mà mình làm gia đình hay là làm chơi chơi gì đó thì con này là đã đủ ok hết rồi ha. Có một cái cự gốc rất là to, cứng cáp luôn, xịn luôn đó. Và đồng thời á, là đây là một cái cự dọc ha, cự dọc cũng rất là nặng và to cứng ha. Nói chung là chuẩn lắm anh, cơ bản Stanley cũng rất là ok, không có gì mà phải lo lắng. Đây nó có đồ mở rộng bàn ha, mình có thể kéo này dài ra được đó, dài ra được thêm được 5 tấc nữa đó, cái bàn mở rộng á đó. Và lưỡi của nó là lưỡi 254 ha, lưỡi 254 đây, lưỡi 254 ha. Và số răng là 60 răng, rất là tuyệt vời. Và hãng đang có một chương trình là khuyến mãi anh ha, hãng đang có một chương trình khuyến mãi là mua một cái máy cưa bàn 5 triệu đồng tặng một cái máy mài trị giá là 870.000 đồng. Anh thấy hết hồn chưa đó. Thì hãng đang khuyến mãi sao, thì nói chung là bây giờ còn có một cái ha, một cái cuối cùng luôn nha. Đây nè, còn có một cái cuối cùng thôi, thì anh có nhanh tay thì chốt thì cứ nhắn tin cho em, còn vài bữa nữa là không còn chương trình khuyến mãi tặng máy mài này đâu ha, hết rồi đó. Bữa nay là coi như là còn có một máy à, còn có một máy cuối là bán khuyến mãi là có tặng cái máy mài thôi, chứ qua mấy bữa sau là nó về lại với cái giá là 5 triệu đồng, không có tặng gì hết ha. Anh cứ cân đối rồi báo rồi nhắn tin rồi em ship thôi nha. Đó, tặng cái máy mài AG 1000, công suất là 900W luôn, cực kỳ đã luôn anh. Đây ha, thương hiệu và không có bao ship anh, giá tại kho không có bao ship gì hết nha, giá đồ khuyến mãi này kia các thứ chương trình đã lên là đã cân đối hết rồi, không bao ship ha. Ok, anh Tố Nguyễn nhắn tin cho em đi, tên, địa chỉ rồi ghi là ship cái ghế 400.000 là em biết nha. Hàng mới giờ 100% luôn á, về ráp vô xài thôi. Cực kỳ im. Rồi, ok. Em tạm dừng like quá. Hết rồi, hết anh em, còn gì nữa không? Ok rồi đó, hết rồi. Hai nén khí AG nữa. Rồi, em xin cảm ơn.